xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi đây các bạn. Hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của một bạn, bạn hỏi rằng liên quan về tóm có lời văn thì thứ nhất các bạn nên tóm tắt. Rồi khi này đề bài này cho nửa chu vi hình chữ nhật là 40, 43, nửa chu vi là 43, mình cho là cm luôn nha các bạn. Cm. Chiều dài, cạnh dài chính là chiều dài đó các bạn. Chiều dài hơn chiều rộng, hơn chiều rộng là 25 cm. Được chưa ạ? Rồi, thì ở đây các bạn tính diện tích hình chữ nhật, sẽ là chấm hỏi, đơn vị là cm vuông. Thì khi nha, các bạn thấy cái bài toán này, khi các bạn thấy bài toán mà có nửa chu vi nè, hoặc là chu vi nè, và chiều dài hơn chiều rộng, hoặc là chiều rộng kém chiều dài, thì các bạn nghĩ ngay đó là dạng tổng hiệu. Tổng hiệu. Được chưa? Nửa chu vi này chính là hằng chiều dài cộng chiều rộng bằng 43 cm. Nửa chu vi chính là dài cộng rộng bằng 43 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 25 cm. Khi các bạn thấy hơn thì lấy thằng trước trừ thằng sau ra bằng 25, vậy là dài trừ rộng bằng 25. Nếu mà kém thì các bạn lấy thằng sau trừ thằng trước ra 25. Ok chưa? Rồi, ở đây mình gãi ra gì à? Phép cộng, đây được gọi là tổng. Đây là phép trừ, đây còn gọi là hiệu. Nghe chưa? Vậy chiều dài chính là số hạng thứ nhất sẽ bằng tổng cộng hiệu, tất cả chia 2. Số chiều rộng chính là số hạng thứ 2 sẽ bằng tổng trừ hiệu, tất cả chia 2. Rồi, tới đây các bạn đã biết cách giải được đúng không ạ? Rồi, bắt đầu mình giải chiều dài hình chữ nhật là mình viết tắt nha. Sẽ lấy tổng cộng hiệu là 43 nè, cộng 25 nè, tất cả chia 2 bằng bao nhiêu? Comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Tương tự chiều rộng hình chữ nhật là lấy tổng trừ hiệu, tất cả chia 2. Phép tính thì các bạn nhớ tính trong ngoặc và tới phép chia bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới. Khi đã có chiều dài và chiều rộng, các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là, diện tích hình chữ nhật sẽ lấy dài, công thức nha, dài nhân rộng. Dài đâu ạ? Dài đây, nhân rộng đây, lấy hai kết quả này nhân lại ra bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi, và các bạn nhớ đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.